Hi, xin chào các bạn, mình là Lam Hoài Lê. Hôm nay mình quay clip này là clip đầu tiên về kênh YouTube của mình. Chắc chắn là sẽ không có hay và đẹp, nhưng mà các bạn mong các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách like and share kênh YouTube của mình nhé. Hôm nay mình sẽ thực hành cho các bạn thực hành cuốn khăn trên em bé sơ sinh, nhưng mà người mẫu chúng ta không có thì buộc lòng chúng ta sẽ phải mượn một em bé mẫu của chúng ta. Hôm nay sẽ là em bé đầu bắp trong này. Cuốn em bé bằng khăn, các bạn hãy ngồi lên một mặt phẳng như sàn gỗ, sàn nhà, tuyệt đối là không được ngồi ở vị trí quá cao để đảm bảo được an toàn cho bé nhé. Tiếp theo, hãy trải một lớp khăn lên đùi của bạn. Phần khăn ít hơn khoảng 35cm sẽ để phía bên bạn sẽ cuốn đầu tiên. Hãy đảm bảo là em bé đã được bú no và thường sẽ là ngủ say trước khi thao tác cuốn khăn bắt đầu, để việc thao tác cuốn khăn được dễ dàng hơn. Ở bước đầu tiên thì chúng ta đặt tay của em bé lên ngực, cũng như đặt tay của mình lên ngực của em bé. Lý do để tạo được sự an toàn và không chơi với em bé. Tiếp theo, đưa phần khăn ít hơn cuốn qua lớp bên tay trái. Sau đó nhét phần dư vừa đủ vào phía bên trong, đồng thời kéo căng phần vải còn lại và đưa qua phía bên tay phải. Nhớ là kéo căng nha các bạn. Tiếp theo, lấy tay trái đỡ đầu của em bé lên một xíu, rồi tiếp tục đưa phần vải quấn luồn phía dưới sau lưng của em bé. Hãy nhớ là kéo căng phần vải qua nha các bạn. Bây giờ hãy đặt em bé xuống và bắt đầu xếp chân của em bé lại. Tùy theo mỗi bé sẽ thích đặt chân bên phải hay chân bên trái lên trước. Hãy thử trước cảm giác của bé nhé. Lúc này có thể bé sẽ lại hơi ngò nguậy. Hãy liên tục giữ tay của mình đặt lên người của bé để bé có cảm giác an toàn hơn nhé các bạn. Hãy bắt đầu bước tiếp theo là cuốn thành một đường vòng tròn từ trái qua phải, vòng xuống dưới gót chân của bé. Nhớ là tiếp tục kéo căng phần vải nha các bạn. Tiếp tục các thao tác đỡ cổ của em bé và lại vòng phần vải vòng xuống dưới cổ và lưng của bé. Clip này mình thao tác trên loại vải cuốn trơn. Sau khi xong các bước, hãy kiểm tra để mặt vải không hằn lên nếp nha các bạn.
clip đầu tiên mình quay nên chắc chắn là chưa có dành và chưa có nói chuyện thao lưu loát với các bạn được. Mong các bạn thông cảm bỏ qua nhé. Nếu thấy hay thì hãy like, share và đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.